Hi mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và hôm nay tôi sẽ show cho anh em xem rất là nhiều ạc ngon và giá rất là ok luôn. Hôm nay thì tôi về rất là nhiều ạc, giá từ vài chục k đến vài trăm. Rồi tôi sẽ đến với cái ạc đầu tiên. Thì ạc này ở clan tôi level 79 thôi, KD 1.39 và họ gục thì 5760 Q. Rồi tôi sẽ vào show cho anh em xem kho đồ. Thì ạc này cũng rất là rẻ thôi anh em ạ. Nếu mà anh em nào chỉ thích full 2 vòng cơ bản thôi thì ạc này rất là rẻ. Rồi ạc đã full vòng AK Transformer và full vòng 3Z Bonbit, 3Z Aurora, DE Bonbit, Mouser và A12 Booster. Tại vì cái ạc này của em ấy chơi từ cái thời kỳ đầu ấy, chỉ lạp vào thôi và quay vòng thôi cũng chả được thêm cái gì cả. Thì nói chung thì nó được full 2 vòng nhưng mà không có cận chiến các thứ thì giá rất là rẻ. Rồi có Ska, set Vũ Công, set M4 Băng, Alaconda Fire. Thì anh em nào thích chơi ạc có full 2 vòng thì cái ạc này rất là ok, giá lại rất là rẻ này. M37. Nhân vật thì cũng full nhân vật 2 vòng thôi, vật phẩm này, từ những cái thời kia còn cả mấy cái dương này vẫn chưa mở này anh em ạ. Đấy, nhẫn thì có 3 dòng 4 sao. Rồi, thiên phú thì cũng tương đối rồi, gần max BVB nha anh em nhé. Thì vòng quà đấy thì đã full 2 vòng rồi, còn vòng M4 thì mới quay 1 ô thôi. Rồi, tôi đấy anh em nào thích ạc full 2 vòng cơ bản thì mua ạc này cũng rất là ok, rất là rẻ này. Rồi, tôi sẽ đến với ạc tiếp theo. Rồi đến với cái ạc số 2 nha anh em nhé. Ạc này thì ở clan tôi, nói chung là KD cũng rất là cao, 1.68 và hạ gục hơn 40.000 Q, đặc quyền VIP 5. Đấy. Rồi tôi sẽ vào sâu kho đồ, nói chung ạc này cũng rất là ok luôn, cực kỳ ngon luôn. Thì kho đồ đã full một vòng AK Transformer, 1.4A1 Beat, 3Z Aurora, MSG Never 2, A12 Hellfire ở vòng M4. Rồi, DE Thunder, một cây diều VIP và một ngon nhất là cây Kuri VIP Inferno. USB bá tước, M240B Tesla, quay ở phòng 100 kim cương, A12 booster, nói chung ạc rất là ok luôn anh em. Cung Fury Bow, lục đồ bò băng, IAS Phoenix, set vũ công, rồi cung Bow Zonda luôn. Và rất nhiều súng tím, tại vì ạc cày từ thời đầu anh em ạ. Đấy, AK Chao là biết rồi, phòng 100 kim cương từ thời đầu. Team Birula, Ruby Chicken, AWM giải đấu Hàn, AK Max M4, Awison 9A91SS, M37 COV, Sucking Pool. Lựu đạn thì có mấy quả lựu đạn clan. Nhân vật thì cũng rất ngon nha anh em nhé. Có con rốt AOE và đặc biệt có con gốt. Săn con gốt này cũng khá là khó nhé. Rồi 18 đã thức tỉnh thôn sơn. Nhận 3 dòng 5 sao ngắm kẻ địch hiện HP. Nói chung là rất là ok. Thiên phú thì BVB đã mắc nha anh em nhé. Nói chung là thiên phú cực đẹp luôn. Vòng quay thì vòng bon bit, hai vòng kia thì vòng bon bit thì còn 4, 5 ô nữa là full, vòng Akachan thì full rồi nha anh em nhé. Và vòng M4 thì anh em nào mua về đầu tư cũng rất là ok, 1 ô nữa ra M4 chan này, cực kỳ ngon luôn. Đấy, kho đồ rất nhiều súng, diều VIP, quắm VIP, cung, lục đầu bò, nhân vật gốt, nhẫn thì ngắm kẻ địch hiện HP, 3 dòng 5 sao, thiên phú thì mắc rồi nha anh em nhé. BVB mắc rồi, còn tất cả thì cũng gần mắc hết rồi. Thiên phú này cực kỳ đẹp luôn. Rồi tôi sẽ đến với ạc tiếp theo. Rồi đến với cái ạc tiếp theo nha anh em nhé. Ạc này đặc quyền VIP 5 cũng ở clan tôi luôn. KD thì 0.85 thôi nhưng mà bắn thì cũng rất ít, có hơn 4.000 kill thôi. Còn 496 kim cương để anh em mua thẻ đổi tên nhé. Thì ạc này cũng cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Đấy, giá thì hơn 200k, có nhân vật VIP và rất nhiều súng luôn. Để cho anh em thao hồ chơi. Ạc dinh đổi thông tin vô tư. Kho đồ có M451 bit này, AWM VIP, MSG 90 Never 2, ZBK Level 2, A12 Hellfire, không biết kiếm mất khẩu này ở đâu. Rồi DE Thunder, Akazusa, AK47 Nobel Dragon, 3Z Nobel Dragon. Nói chung là hơn 200k nhưng bạc lại cực ngon và cực kỳ chất luôn. USB bá tước, BCAC Nobel Dragon, xếp tổ ong, Katana Transformer, 9A91, Fire Set 3Z Belly, quắm, Akagon, DE Sẻng X-Max, 3Z Spring, Sucking Bull X2. Rồi tôi sẽ vào nhân vật cho anh em xem, có AOE và lắm solo Covid nha anh em nhé. Đấy, vật phẩm thì có đá thức tỉnh thông sơn, nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP và hai dòng 4 sao. À còn 496 kim cương để anh em mua thẻ đổi tên, rất là ok. Đấy, vòng bon bit thì còn 5 ô, vòng Akachan thì mới quay 3 ô thôi. Và vòng M4 thì còn 4 ô nhưng mà quay ra A12 Hellfire trước cũng rất là ok luôn. Rồi, thiên phú thì cũng tương đối thôi.
Đấy, tôi sẽ sâu lại cho anh em xem hơn 200k thôi. Có M4 VIP này, AWM VIP này, súng BAE này, A12 Hellfire, Akazusa, Kalobel Dragon, 3Z, Katana. Nhân vật thì ngon nhất là có Soroko VIP rồi, AOE. Và vật phẩm thì có nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cạc tiếp theo nhé anh em nhé. Hạc này thì level 81 ở clan tôi, KD 1.1 và cũng hơn 11.000 kill. Rồi anh em nào thích vòng M4 thì hạc này cũng rất ok, hơn 200k thôi. VIP 6 full vòng M4 1 chan này. Tại vì hạc này toàn quay vòng 100 kim cương nên không nhiều sống nha anh em nhé. VIP 6 đây full vòng M4 100 former. MSG level 2, SPK, A12 Hellfire, Set Cú Công, Quắm, AK Gold, M4 Ultimate Gold, 3Z Royal Dragon, nói chung cũng rất là ok. Súng tím thì rất là nhiều luôn, 9A91SS, Team BSS, búa sắt các kiểu. Nhân vật thì có rốt và AOE thôi. Vật phẩm thì 15 đá thức tỉnh không sơn. Thiên phú thì cũng úp tương đối nha anh em nhé. Tôi sẽ vào sâu phần quà cho anh em xem. Vòng bon bít thì quay được 2, 4, 6 ô ra nhẫn rồi. Vòng Akachan thì cũng quay khá nhiều, còn có 5 ô nữa là full thôi. Và vòng 14 thì full rồi. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Tiếp tục đến với cạc tiếp theo. Cạc này level 78 và VIP 3 KD 0.74 thôi. À còn 330 kim cương, rất là số rất là đẹp, 333. Cũng bắn danh ít thôi, có mấy nghìn kill thôi, về kéo KD vẫn được. Thì cạc này thì giá gần 200k. Rồi tôi sẽ vào sâu kho đồ cho anh em xem. Có M4A1 Jaguar, AK bá tước, AK47 Josa, USB bá tước, BCA xe Nobel Dragon và một cái trượng, một cái thương xét đấy. AK47 Gold, AK47 đổi xu vinh dự, xét M4 băng, gậy cú công, Uri, AK M4SS, Jacking Bull, M37 COV, búa sắt. Rồi nhân vật thì có con rốt, có 30 đá thức tỉnh thôn sơn nhưng mà chưa có thôn sơn. Nhẫn thì chưa tẩy ra. Thiên phú thì cũng tương đối nha anh em nhé. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh vòng quà cho anh em xem. Thì vòng bon bít còn 5 ô nữa là full. Vòng Akachan thì cũng còn 5 ô là full. Nói chung là phải để đầu tư cũng rất là ok. Đã thì có hơn 100k thôi. Và vòng M4 thì quay được 3 ô. Đấy, kho đổi chỉ có cần này thôi. Rồi tôi sẽ vào sâu hạc tiếp theo. Rồi đến với cả tiếp theo nha anh em nhé. Hạc này thì never 89. Rồi KD cũng hơi thấp nhưng mà rất là bán danh, có hơn ngàn kill thì thành ra cũng kéo lại rất là nhanh. Hơn ngàn kill thì bán rất nhanh. Hạc này thì giá 200k thôi anh em ạ. Có AK47 VIP này. À cũng rất là ok, AK VIP và 4 VIP. MSG level 2, SPK level 2, 6 lòng VIP, thông sơn băng, Akazusa X2, USB bá tước, BCA xe Nobel Dragon, nói chung là cũng rất nhiều vũ khí cao. SK, EIF Phoenix, Katana Transformer, Đao Phán Quyết X2, Akagon, AWM X-Max. Rồi nhân vật thì chỉ có con AOE thôi. Vật phẩm thì cũng có nhẫn nhưng mà chưa tẩy ra ngắm kẻ địch hiện HP. Rồi thiên phú thì cũng úp được ít thôi. Tại vì úp này úp không, ông này úp thiên phú không biết úp, úp BVB, úp cứ toàn úp mấy cái SMG để đi AI. Thế chắc ạc này chỉ hay đi AI anh em ạ. Rồi tôi sẽ vào sâu phần quà cho anh em xem. Vòng bon bít mới quay có 3 ô thôi. Vòng Akachan cũng quay được 3 ô. Và vòng M4 thì quay được 2, 4, 6 ô ra ba lô số 5 và con AOE. Cũng rất là ok rồi. Và tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp theo đến với cạc tiếp theo nha anh em nhé. Cạc này thì chỉ vẫn level 56 thôi, KD 1.0. Và kho đồ cạc này thì giá hơn 100k. Nhưng mà cạc đặc biệt là xinh trắng nhé, cũng rất là ok. Rồi tôi sẽ vào sâu kho đồ cho anh em xem. M14 EBR Đắk Lan, 6 lòng VIP, thôn sơn băng, AK47 Josa, SK Guardian. Và ngon nhất thì có lục đồ bò băng, Dao Fury, rồi Kuri Belly, AK47 Gold, Quắm, M4Z và một số súng trắng nữa. Nhân vật thì có con rốt và con AOE rồi. Vật phẩm thì 15 đá thức tỉnh thôn sơn. Trung thiên phú thì cũng chỉ úp được một ít thôi. Nhưng mà được cái là xinh trắng mới là. Vòng quay thì vòng con bít quay 2 ô, vòng Akachan thì quay được 4 ô ra nhân vật rồi. Cũng rất là ok, vòng 14 cũng quay được 2-3 ô và cũng ra con nhân vật. Thì nói chung là cái anh em mua về đỡ phải nập ạc, xinh trắng cũng rất là ok. Đấy, có M14 này, súng DIE, AK và lục đồ bò băng.
và tôi sẽ đến với cả tiếp theo. Rồi đến với cả cuối cùng nha anh em nhé. Thì ạc này level 62, KD 1.47, hạ gục 2400 kill. Thì ạc này cũng bán rất rẻ thôi, mấy chục ca cho anh em về đỡ phải lập ạc thôi. Có M14 FBD Dark Line, BCAC Nobel Dragon X3, Ska, Guardian, Guribang, M4 nạp sự kiện được, AK47, M4 và có cả 3Z đen, nói chung là cũng rất là ok. Thì có 3Z đen và 3 cận chiến và một cây M4 VIP, còn một số súng tím. Nhân vật thì chưa có nhân vật, và nhẫn thì cũng có ngắm kẻ địch hiện HP, nói chung cũng rất là ok rồi. Hạc mấy chục ca mà có nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP và 3 VIP và rồi 3Z là ok rồi. Rồi thiên phú thì cũng úp được tương đối, gần mắc vỡ gỡ bom. Vòng bom VIP quay được 2, 4, 6 ô cũng khá là nhiều, vòng Akachan chưa quay và vòng M4 mới quay 1 ô. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi nha. Anh em thấy hay để lại một like, một sub ủng hộ kênh. Anh em mua ạc thì inbox Zalo tôi. Và tạm biệt anh em.